Lão Nông Chi Điền, Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình để bà con nhân dân từ đỉnh Lũng Cú, Hà Giang cho tới huyện Nam Căn của tỉnh Cà Mau cho tới đảo Ngọc Phú Quốc được biết đến Khang Audio 18 Bình Dương, được tiếp cận đến những sản phẩm âm ly, loa, đài đủ về tiêu chí kỹ thuật mà thóc thì lại mềm mại và êm ái. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Mọi người kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch cho đỡ tốn thóc. Lão nông hân hạnh được phục vụ. Trước khi đi vào giới thiệu sản phẩm thì cho lão nông gửi lời tới những ai đã gọi điện, nhắn tin, bình luận đặt hàng mà mình chưa phúc đáp được. Mong mọi người hai chữ lượng thứ, trân trọng, cảm ơn. Mời các sư phụ cùng các huynh đệ ly chè Thái Nguyên cho tình cảm của chúng ta vươn lên một tầm cao mới. Chè này là chè của bạn Mạnh ở Di Linh, Lâm Đồng gửi tặng mình 3 gói chè. Cảm ơn bạn Mạnh nhiều. Mua đài của lão nông thì không bao giờ sợ nó hỏng, nói thế cho nó nhanh. Vì nếu nó có hỏng thì gửi lại cho lão nông chỉ trong vòng có 24 giờ là hàng sẽ lại quay trở lại. Xin thưa với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Bây giờ giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ một cái chiếc đài Sony. Một chiếc đài Sony ngon bổ rẻ nha. Đấy, đây là đài Sony. Đài Sony model của nó đâu rồi? Đã chưa nhìn thấy chữ ở đâu. Đây đây. CFS1010. Điện thoại mã trả lên nét. Đấy, đây này. Sony CFS1010SC. Đấy. Con này nó giống với cái con 1000S. Đấy, thế nhưng mà về trang trí cái mặt của nó thì nó lại khác ở cái chỗ cái bộ equalizer này, nó sơn xanh. Đấy, và cái phần băng cassette thì nó có cái auto revert nha. Đấy, nhưng mà nó lại không bằng cái con Sony CFS1110S gì, vì cái phần IC công suất của nó dùng có một con thôi. Đây, cái phên vỉ của con này nó dùng này, nó giống hệt với lại cái con 1000S, nó có thể lắp lẫn cho nhau được nha. Nó có thể lắp lẫn cho nhau được. Đây là cái mặt bên trong của nó. Mặt bên trong của nó đây đây, một chân ốc này. Đấy, đây cái chân ốc này bị gãy này. Đấy, mình mua của anh cu bạn mình anh đã chế, đã đổ cát với lại keo 502 này. Còn cái chân này là để đỡ bộ cơ thì anh ấy chế bằng cái ống. Đây, đấy. Cái này không phải là cái anten đâu nhá. Đấy, nhưng mà cái ống tròn anh ấy chụp vào đây. Bên đây nữa này. Đấy. Còn cái chân bên đây thì anh ấy chế nhưng mà nó lại rụng ra rồi. Nó rụng ra rồi. Nha. Đấy. Đây chân ốc này. Thế là cái bốn chân. Đài này còn bốn chân ốc. Tức là cái vỏ của nó là còn bốn chân. Thế nhưng mà bắt bộ cơ thì chỉ còn có hai chân. Đấy. Tức là ba chân ốc nó đều gãy cả ba. Nhưng mà ba chân ốc này anh ấy chế hết rồi. Đấy. Chế hết rồi. Đấy. Giờ nó, anh ấy chế thì giờ nó lại gãy rồi. Nha. Thế nên là cái đài này về cái tình trạng hoạt động của nó là phần băng cassette là trần vân tịt, radio thì chỉ nghe được băng sóng FM thôi, thế còn AM này nó không bắt được. Đấy, nó không bắt được thì cũng báo giá luôn, trước khi đi vào xoay phiên vỉ báo giá luôn. Con đài này mình cung cấp với một cái mức thóc là 320.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. 320.000 đồng mà trừ đi 50.000 tiền thùng xốp thì chỉ còn có 270.000 chiếc đài này thôi. Hai cái loa này đã 150.000. Hai cái loa này loa nguyên bản 150.000, bán lúc nào cũng có người mua. Đấy, thì chỉ còn có 120.000 cái cục máy như thế này. Biên áp zin nha. Đấy. Nhắc lại với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc đài Sony có model CFS1010SC, băng cassette hỏng rồi. Đấy, băng cassette hỏng rồi là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái mặt này, ba cái chân này
ba cái chân để bắt bộ cơ, ba cái chân ốc để bắt bộ cơ nó bị gãy rồi. Anh bạn mình anh chế nhưng mà cũng không được nha. Đấy thì cái đài này chỉ phục vụ những người, thứ nhất là nghe radio, nghe băng sóng FM là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là có thể là về coi như thế là nghịch ngợm này nọ, muốn làm gì thì làm nha. Đấy. Đây là bộ equalizer của nó. Bộ equalizer này thì chưa có sửa chữa gì cả. Đấy. Bộ equalizer này của nó tất cả các cần gạt này, các con biến trở gạt này đều có tác dụng hết. Tách loa đều có tác dụng. Volume to nhỏ thì đã được bảo dưỡng. Không có loẹt xoẹt gì cả. Đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Đây, Sony này. Đấy, đây là bộ equalizer. Thế cái chỗ này là cái keo này mình vừa đổ vào. Nha, không người lay đi lay lại là nó đứt dây ngay, là phải đổ keo cho chắc chắn. Bây giờ muốn gì là phải lấy kéo mà cắt. Còn đây là phên vỉ, đây phên vỉ. Cái này thì mình mua đài của anh cu bạn mình, anh ấy vệ sinh sạch sẽ này. Cái nào mình vệ sinh thì mình thông tin là mình vệ sinh nhá. Và cái này, đấy, này, Sony này. Đây này, nó dùng có một con IC công suất rồi. Thì cái con đài này, cái phên vỉ của cái con này nó giống hệt với con 1000S, IC công suất vậy. Nha, radio vậy, chẳng khác gì cả. Nó lại giống cái con 1110SC. Đấy, thế nhưng mà tuy nhiên con 1110SC thì nó lại dùng qua hai con IC công suất cho hai vế. Đấy, thế nên công suất còn lớn lớn hơn con này nha. Đây là mặt trên của nó. Đấy. Đây là mặt dưới của nó. Đây, mặt dưới của nó. Mặt dưới của nó thì theo cái con mắt của lão nông thì IC công suất là chưa có sửa chữa gì cả. Đây này. Còn zin. Đấy, chưa có sửa chữa gì cả. Còn đây là hàn, mối hàn rất chi là bụ bẫm. Đây là cái dây nguồn nha. Đấy. Sang cái phần radio, sang cái phần radio thì có sửa chữa nha. Sang phần radio thì có sửa chữa. Đây. Đấy, sang phần radio thì có sửa chữa. Thế mà chỉ sửa được bằng AM, AFM này chứ không sửa được AM, chịu nha. Đấy. Có sửa chữa. Sửa chữa thế nhưng bây giờ nó vẫn bắt đủ đài nha. Bây giờ nó vẫn bắt đủ đài và nói chung là cũng nghe ra phết. Đấy. Còn đây là cái chân ốc để lắp vỏ này. Một chân này. Hai chân này. Ba chân. Đây, ba chân. Đấy, cái chân này nó gãy nhưng mà anh ấy kỳ công anh Hàn đây này. Ê, mới lại công phu chứ. Đấy. Đấy. Đây chân nữa này, bốn chân. Đấy. Tức là cái nắp vỏ đằng sau này, bốn chân thì bị gãy mất một chân, nhưng mà một chân này đã xử lý, đã hàn lại này. Đấy. Biến áp này là biến áp zin. Biến áp zin. Nha, biến áp zin. Tổng thể thì đài đã vệ sinh sạch sẽ. Còn đây là hai cái loa của nó, hai cái loa này. Loa này. Cái chỗ này nó cũng không còn nước xi mạ nữa, nó còn nhưng mà nó không được bóng nha. Bên đây nữa này. Nó còn nhưng nó không được bóng. Đấy. Đây còn này. Cái loa bên đây thì tháo ra được, cái loa bên đây thì tháo ra được. Còn cái loa bên đây lúc nãy không biết là lần sau mà không tháo ra được. Cái loa nó không biết hay là anh ấy làm cái trò gì còn chưa tháo ra được. Này. Đấy, hay là nó cái rãnh của nó kém thì anh ấy lại giỏ keo vào thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi cứ để nguyên như thế nha, khỏi tháo ra. Tháo ra với vỏ này lợn lành lại chữ lợn què. Đấy. Thì ở đằng sau cũng vậy, đằng sau là không có bị vỡ hoặc gì cả. Đây. Đây loa này. Đấy. Ở đây bị chỗ này này. Đấy. Anten, anten zin, anten zin dài. Đây, đấy, anten rất dài nhá. Đây. Đấy, anten rất dài. Đây là mặt dưới rồi này. Này. Đấy, Sony đây. Nắp pin vẫn còn nhá, nắp pin vẫn còn thì vừa mới tháo ra thì vừa mới tháo ra. Ở đây không biết là đây còn dán cái tem gì vào đây này. Đấy. Thì cái loa này, cái loa này vừa nãy mình tháo ra nó chặt lắm. Cái loa này tháo ra khỏi cái máy nó chặt lắm, thế nên là không biết là có tháo ra được hay không, nhưng mà thôi cứ để nguyên này nha. Hay có khi là anh ấy giỏ keo rồi mình chả biết này. Đấy. Còn đây là cái bộ cơ của nó. Cái bộ cơ của nó. Đây. Bộ cơ của nó hỏng này nha. Đấy, bộ cơ của nó hỏng. Đấy, motor thì lấy ra rồi. Motor lấy ra rồi. Thì vì bộ cơ nó hỏng để motor thì nó phí. Đầy cái đài lại hỏng motor. Đây. Đấy. Đây. Cái bánh vớt này lấy ra rồi nha.
cái bánh vớt này. Đấy, bánh vớt này lấy ra để phục vụ vào những cái bộ cơ khác. Tại vì đằng nào cái đài này nó hỏng có xét rồi, nó mỡ gậy mấy cái chân rồi có sửa sửa vào thì cũng chẳng được cái gì cả nhá. Thì được mấy hôm này nó hỏng thì cho nó hỏng luôn. Thế còn về phần radio thì đã kiểm tra rồi, FM là nghe tốt, FM là nghe tốt nhá. Em đấy. Yêu thương nhau này. Đó, mình đi kiểm tra sức khỏe về tinh thần. Nếu nó ổn. Ông ba đấy à? Vâng. Áo bị thoát vị đĩa đệm cơ mà. Tôi đau đớn mấy ngày hôm nay không đi lại được. Nhưng bây giờ đỡ rồi bà. Ông uống gì mà hay thế? May có người mách nên tôi dùng thử thấp rượu nang tâm bình. Thế mà hợp uống vài hộp mà đỡ đấy bà. Ông này, thế bị đau thần kinh tọa uống có được. Thì anh đi du lịch anh cũng là ghé đây thì anh giới thiệu với tôi cái đường vào rất là rõ ràng, có biển chỉ đường thứ 666. Lưu ý là số Zalo này chỉ nhận tin nhắn thôi ạ. Còn bây giờ thay mặt những người thực hiện chương trình, Lý Hòa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau nhé. Nó kêu rồi, bỏ này lên đây được. Trước tôi cũng bị viêm đại tràng như ông, nhưng bây giờ ngon rồi, nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình đấy ông ạ. À, đại tràng tâm bình hả? Ừ, đại tràng tâm bình được làm từ thảo dược nên an toàn lắm, xì chứ viêm đại tràng rồi rối loạn tiêu hóa đấy. Radio cũng nghe ra phết, không thể rẻ hơn được nữa, mà cái mức giá này là rẻ nhất của đất này rồi nha. 320.000 đồng đấy, mình bóc tách ra trừ đến 50.000 tiền thùng xốp thì chỉ còn có 270.000 cái chiếc đài như thế này để nghe radio, mà nó lại là đài Sony xịn của Nhật Bản nha. Đấy, thôi xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ, chào thân ái, merci.